Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin ngày mới sáng thứ Tư, ngày 4 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây sẽ là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình thông tin ngày mới hôm nay. Thaco hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng làng mới cho đồng bào ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại các điểm sạt lở núi ở hai huyện Nam Trà My và Phước Sơn. Tìm giống gạo ngon nhất Việt Nam đi trên đấu quốc tế. Nhật Bản test COVID-19 cho người đi du lịch nước ngoài. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Sáng qua, Quốc hội bắt đầu thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình thảo luận, các thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu. Tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của chính phủ trong việc kịp thời đưa ra các giải pháp để đưa nền kinh tế vượt khó trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai bão lũ gây ra những tác động tiêu cực. Các đại biểu cho rằng kết quả thực hiện mục tiêu kép của Việt Nam tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng ghi nhận. Con số tăng trưởng từ 2 đến 3% GDP là con số tuyệt vời trong bối cảnh thế giới như trên. Đặt vấn đề về mục tiêu năm 2021, bao nhiêu là phù hợp? Một số đại biểu cho rằng, Chính phủ đặt ra kế hoạch phát triển năm 2021 với mục tiêu kép trong trạng thái bình thường mới, trong đó chỉ tiêu tăng GDP từ 6 đến 6,5% là hợp lý và hoàn toàn có thể đạt được. Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Phan Thái Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam gửi lời cảm ơn các bộ ngành trung ương, các địa phương, nhân dân cả nước đã chia sẻ với những khó khăn mất mát của đồng bào miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Đại biểu đề nghị chính phủ các bộ ngành quan tâm hỗ trợ người dân vùng sạt lở làm nhà sàn ở miền núi, nhà chống lụt ở vùng trũng thấp, hầm trú bão. Qua cái sạt lở đất thì chúng tôi đề xuất ấy, vừa qua thì nên quan tâm có cơ chế hỗ trợ cho những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi vùng sạt lở nên khuyến khích và khuyến cáo người dân là làm nhà sàn ở vùng sạt lở. Bởi vì thực tiễn vừa qua những cái nơi nào nhà sàn thì nó bị sạt thì nó không vùi lấp, nó chỉ đẩy đi chứ không thể vùi lấp được. Thực tiễn là như vậy ở vùng miền núi. Thứ hai là nhà chống lụt ở vùng trũng thấp. Thứ ba là hầm trú bão ở vùng ven biển. Hiệu quả vừa qua chúng tôi thấy là rất là hiệu quả. Cái thứ tư, đề xuất là tổng rà soát là toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn cả nước, đặc biệt là các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai bão lũ. Vừa qua chúng ta làm khá tốt rồi. Nhưng mà một thực tiễn chúng ta thấy rằng ấy, là nơi nào đông dân cư, nơi nào có nhiều học sinh thì dứt khoát nơi đó là có điểm trường. Và khi mà di dời nhân dân để tránh trú bão thì vào các trụ sở cơ quan nhà nước. Nhưng mà chủ yếu là các trường học, bởi vì trường học cũng phân bổ đều khắp ở các khu dân cư. Như vậy chúng ta cần phải có cái thiết kế và có cái nghiên cứu là đề xuất là xây dựng phải kiên cố. Vừa qua chúng ta thấy là như ở Quảng Nam, Quảng Ngãi là trên 50% các cái cơ sở trường học là bị tốc mái, bị bay hết. Nhưng mà nhân dân trú bão ở đó, tôi đề nghị là cần phải có mái che, phải đổ bê tông, kiên cố. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về công tác nhân sự và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc. Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 9 tại huyện Tiên Phước. Riêng kinh tế vườn địa phương bị thiệt hại trên 1.300 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh đã trực tiếp kiểm tra thiệt hại tại các vườn cây ăn quả ở thị trấn Tiên Kỳ và các xã bị thiệt hại nặng. Lĩnh vực kinh tế, nông lâm nghiệp, kinh tế vườn bị thiệt hại hết sức nặng nề. Qua báo cáo sơ bộ của 15 xã thị trấn, trên 70% diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế trên địa bàn huyện bị tróc gốc, gãy, ngã đổ. Trên 2.000 hecta vườn, trên 600 hecta cây trồng lâu năm và trên 10.000 hecta rừng keo bị thiệt hại. Hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị chết. Như mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chỉnh trang phường điển hình theo đề án 548 ở các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bị thiệt hại nặng trên 80%. Ước giá trị thiệt hại khoảng trên 1.361 tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho người dân tiếp tục sản xuất, huyện Tiên Phước đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm hỗ trợ bằng tiền mặt cho người nông dân để mua giống tái sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh ghi nhận và chia sẻ những thiệt hại của bà con nhân dân huyện Tiên Phước.
đồng thời đề nghị địa phương nhanh chóng thống kê đầy đủ các thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, sớm có phương án hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình có nhà bị sập tốc mái trong cơn bão vừa qua. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đã đi kiểm tra công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 10, bão Goni tại thành phố Tam Kỳ và huyện Thăng Bình. Kiểm tra nhà phòng tránh thiên tai tại phường Hòa Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu lưu ý địa phương cần gia cố sửa chữa để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi trú tránh bão. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận và đánh giá cao công tác chủ động ứng phó và di dời nhân dân đến nơi tránh trú an toàn trong cơn bão số 9 vừa qua. Đề nghị thành phố tiếp tục xây dựng thêm nhiều nhà phòng tránh thiên tai, tổng hợp rà soát các nhà thôn khối phố cần kiên cố hóa, trình các ngành liên quan xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện. Kiểm tra vùng đông huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu địa phương tăng cường công tác chủ động ứng phó, đặc biệt tại các xã ven biển, sửa chữa nhà ở xuống cấp, đảm bảo nơi an toàn cho nhân dân khi sơ tán tránh trú bão. Ngày 3 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đã có công điện gửi các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 10, bão Goni. Theo đó, các địa phương kiểm tra rà soát, kiên quyết di dời sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, hoàn thành trước 11 giờ ngày 4 tháng 11, đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung. Hôm qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam khắc phục bão và lũ do cơn bão số 9 gây ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tiếp và làm việc với đoàn. Bão số 9 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Quảng Nam nên thiệt hại về người và tài sản rất lớn. Trong đó, ngành giáo dục tỉnh có 7 học sinh bị chết và mất tích do sạt lở núi ở huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn. 2 học sinh bị thương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học bị thiệt hại nặng nề do bão gây ra. Theo thống kê bước đầu, đã có 46 trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại ước tính hơn 51 tỷ 100 triệu đồng. Đại đa số trường học thực hiện dạy và học bình thường sau bão, nhưng vẫn còn 8 trường mẫu giáo mầm non, 11 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở chưa thể triển khai dạy và học. Dịp này, đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo hỗ trợ tỉnh 500 triệu đồng mua sách giáo khoa cùng 150 bộ bàn ghế và 200 bộ đồ chơi trẻ em. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Quảng Nam, đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục có những hỗ trợ thiết thực để ngành giáo dục Quảng Nam khắc phục hậu quả của bão và lũ sau bão. Sáng qua, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam đã đến kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân sạt lở tại huyện Nam Trà My. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chia sẻ những khó khăn do bão số 9 gây ra ở Nam Trà My, chia buồn với gia đình các nạn nhân bị chết, mất tích và bị thương, đồng thời đánh giá cao tinh thần vì nhân dân quên mình của lực lượng công an nói riêng và các lực lượng nói chung trong công tác cứu hộ cứu nạn. Qua đây, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp tổ chức tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích trước những diễn biến xấu của thời tiết. Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng cho Công an huyện Nam Trà My và Bắc Trà My 2 xuồng cao su, 215 áo phao, 130 đèn pin, 130 loa pin, 220 mũ cối, 500 bộ áo mưa để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Cùng ngày, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ Kết Nghĩa cũng đã đến thăm chia buồn với lãnh đạo huyện Nam Trà My về những mất mát mà bão số 9 gây ra, đồng thời tặng 50 triệu đồng để địa phương đưa vào khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhằm chia sẻ với những khó khăn mất mát của người dân tỉnh Quảng Nam liên tiếp phải hứng chịu các cơn bão lũ thời gian vừa qua, đặc biệt là những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 gây ra. Sáng qua, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đến trao tiền ủng hộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tiếp và làm việc với đoàn. Thông qua cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Thaco đã trao số tiền 5 tỷ đồng để xây dựng lại ngôi làng cho đồng bào tại thôn 1, xã Trà Len, huyện Nam Trà My. Đây là nơi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng vào ngày 28 tháng 10 khiến cho 55 người gặp nạn, trong đó 22 người chết và mất tích, 33 người may mắn thoát nạn. Đến nay, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 8 người chết và 14 người vẫn đang mất tích. Ngoài số tiền ủng hộ để giúp người dân xã Trà Len mất nhà xây lại làng mới, trong đợt này, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải cũng đã hỗ trợ cho huyện Núi Thành 1 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của bão số 9.
Trước đó, vào đầu tháng 10 năm 2020, công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa bão gây ra. Cũng trong sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phan Xuân Ca cũng tiếp nhận 1,5 tỷ đồng từ Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của bão số 9. Như vậy, đến nay, Quảng Nam đã tiếp nhận số tiền gần 20,5 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 1,8 tỷ đồng từ Ban Cứu trợ Trung ương và do các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước đóng góp, ủng hộ để khắc phục hậu quả của bão lũ gây ra. Cũng trong sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca chủ trì buổi giao ban về công tác cứu trợ thiên tai với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, liên tiếp các cơn bão số 5, 6, 7 và đặc biệt là cơn bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, sản xuất và sinh hoạt của người dân trong toàn tỉnh. Riêng đối với hậu quả của bão số 9, theo thống kê, cơn bão này đã làm chết 28 người, mất tích 30 người và bị thương 178 người, hơn 400 ngôi nhà sập hoàn toàn, gần 6.800 ngôi nhà tốc mái từ 70% trở lên. Với ảnh hưởng nặng nề của bão lũ gây ra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các huyện, thị, thành phố và các tổ chức thành viên nhanh chóng tập trung rà soát giải ngân sớm các nguồn hỗ trợ. Cũng theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các huyện, thị, thành phố, nhu cầu kinh phí để hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa sau bão số 9 gần 119 tỷ đồng. Hôm qua, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm 4 nạn nhân còn đang mất tích tại xã Phước Lộc, Phước Sơn và Trà Len, Nam Trà My. Đây là hình ảnh lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại thôn 1 xã Phước Lộc. Tại đây, còn một nạn nhân là cán bộ xã chưa được tìm thấy. Xã Phước Lộc có 13 nạn nhân bị mất tích do sạt lở đất tại 2 điểm. Điểm thôn 1 có 2 nạn nhân, thôn 3 có 11 nạn nhân. Lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn đảm nhiệm công tác tìm kiếm tại thôn 3, nơi đang còn 3 nạn nhân chưa tìm thấy. Trong những ngày qua, lực lượng tìm kiếm đã tìm được 9 thi thể, trong đó có 1 thi thể trôi dạt xuống lòng hồ thủy điện tại xã Phước Chánh. Hiện tại, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích đang được triển khai song song cùng công tác tiếp tế lương thực. Dự kiến trong ngày hôm nay, các lực lượng tiếp tục gùi, cổng lương thực vào xã Phước Thành và Phước Lộc. Đồng thời, máy bay trực thăng tiếp tục vận chuyển gạo vào xã Phước Lộc khi thời tiết thuận lợi. Công tác tìm kiếm nạn nhân tại Trà Len, Nam Trà My hiện vẫn đang tiếp tục. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, chiều qua, đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh có buổi làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay. Để phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đã chủ động xây dựng và đưa vào phát sóng bản tin tiếng Anh QRT News phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần, tiếp tục duy trì chuyên đề tiếng Anh Quảng Nam Today phát sóng mỗi tháng một số. Cùng với đó, Đài đã thực hiện 250 tin phản ánh các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, 40 phóng sự ngắn, 6 phóng sự dài, trong đó có 1 phóng sự hỗ trợ cho nước bạn Lào, phục vụ thu hút đầu tư. Tổ chức ghi hình, truyền hình trực tiếp các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Festival Biển, Festival Di sản, các diễn đàn hợp tác đầu tư giữa Quảng Nam với các nước tỉnh, thành phố kết nghĩa, được dư luận và bạn xem truyền hình và lãnh đạo tỉnh đánh giá cao. Tiếp tục chương trình với các tin tức quan trọng trong nước. Để tìm ra giống gạo ngon nhất Việt Nam để thương mại hóa và đem ra tranh đấu trên thị trường quốc tế, sáng qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thi gạo ngon Việt Nam lần thứ 2. Sự kiện do Cục Trồng trọt phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức. Hội thi thu hút 13 mẫu gạo và gạo nếp được chọn tạo ở Việt Nam có độ thuần cao trên 98% đã được lưu hành hoặc khảo nghiệm ít nhất một vụ. Toàn bộ đều phải đáp ứng tiêu chí về chất lượng gạo dẻo, thơm, ngon, hình thức đẹp. Đặc biệt là phải có khả năng thương mại hóa cao để phù hợp với điều kiện canh tác và yêu cầu an toàn thực phẩm của thị trường trong và ngoài nước. Cùng với nỗ lực tái cơ cấu ngành lúa gạo theo chiều sâu, thì hội thi này cũng góp phần tìm ra các giống gạo chất lượng để đưa vào canh tác đại trà, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đồng thời đại diện cho gạo Việt Nam đi tranh giải ở đấu trường quốc tế. Thưa quý vị, bão số 10 đang di chuyển chậm và có khả năng còn tăng cấp trước khi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Tại cuộc họp về tình hình bão số 10 diễn ra sáng qua, cơ quan khí tượng Thủy văn không thay đổi dự báo về lượng mưa do bão số 10, tiếp tục cảnh báo lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi các tỉnh Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên.
Đến sáng qua, vị trí tâm bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 và cấp 10. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào biển Đông, bão số 10 di chuyển chậm lại và khả năng sẽ tăng cấp. Từ chiều nay, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên bắt đầu có mưa, mưa lớn tập trung trong ngày 5 tháng 11 tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Hiện công tác kiểm đếm tàu thuyền đã cơ bản hoàn tất. Hơn 49.800 phương tiện đã biết diễn biến hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Gần 190.000 lồng bè thủy sản đã được gia cố. Đáng chú ý là Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có hơn 60 hồ thủy lợi hư hỏng. Các hồ thủy điện đang vận hành bình thường, đảm bảo khả năng phòng lũ. Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả cơn bão số 9, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, giúp dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, đồng thời sẵn sàng ứng phó với bão và mưa sau bão số 10. Suốt một tuần qua, liên tiếp các cơn bão chồng bão, lũ chồng lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà khiến cho hàng triệu học sinh gặp nhiều khó khăn khi quay trở lại trường học. Trong khi quỹ dự phòng cho năm học chỉ có 2 tuần đã dùng hết nên khó hoàn thành tiến độ chương trình là lo lắng của nhiều trường ở vùng lũ. Trường Trung học cơ sở Liên Thủy tỉnh Quảng Bình do bị ngâm lâu ngày trong nước lũ xuất hiện nhiều vết nứt rất lớn, kéo dài ở nhiều phòng học. Giáo trình và sách giáo khoa cũng bị cuốn trôi. Là có sách giáo khoa để học và vở để ghi, nhưng mà giờ chưa biết để ở đâu. Đặc biệt nghiêm trọng đó là tài liệu sách giáo khoa về vở học sinh là cơ bản 100% là như vậy đã bị ngập và mất mát như vậy. Theo công thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có 2 tuần dự phòng cho các trường hợp bất thường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lũ, đến nay một số tỉnh học sinh đã nghỉ tới gần 4 tuần. Hiện việc vừa khắc phục điều kiện dạy học vừa đảm bảo chương trình là vô cùng khó khăn ở nhiều địa phương bởi còn phải nhờ vào sự hỗ trợ từ nguồn lực bên ngoài. Trước mắt thì Sở Giáo dục rất cần cái sự hỗ trợ của các đơn vị, các mạnh thường quân để khắc giúp và các nhà trường, các phòng giáo dục khắc phục cái hậu quả sau bão lụt. 2 tuần dự phòng đã bị dùng hết. Nhưng theo lãnh đạo Bộ Giáo dục, việc cắt giảm riêng với các địa phương vùng lũ hiện nay là rất khó vì phải đảm bảo theo chương trình chung. Thay vào đó, các địa phương cần vận dụng linh hoạt, triệt để thông tư về giảm tải chương trình đã ban hành đầu năm học, đồng thời kết hợp với phương thức dạy qua truyền hình Internet để đảm bảo tiến độ. Trong những ngày qua, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân vùng bị cô lập tại huyện Phước Sơn, các doanh nghiệp tại huyện Phước Sơn cũng đã chung tay hỗ trợ các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu giúp người dân dần ổn định cuộc sống. Thôn Trà Văn, xã Phước Kim có 68 hộ, thì có đến 17 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong tổng số 29 nhà bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 9 vừa qua. Hôm nay, tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Châu Giang, một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đã mang đầy đủ lương thực gồm gạo, thịt heo, mắm và các vật dụng thiết yếu như chăn đắp, xông nồi, dao rửa, đèn chiếu sáng và cả máy phát điện đến với bà con thôn Trà Văn, xã Phước Kim. Nói chung trong thời gian vừa qua, cơn bão số 9 đã cuốn trôi hết nhà cửa, xe cộ, nhưng vật dụng trong nhà không còn cái gì hết. Thì bây giờ thì có công ty Lý Châu Giang đã hỗ trợ một số đồ ăn để mà phòng bão. Hiểu được cuộc sống của bà con hiện tại đang cần những gì để dần ổn định cuộc sống. Ngoài việc trích kinh phí hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, thì trong vài ngày tới, công ty sẽ tài trợ làm nhà cho người dân bị thiên tai để sớm ổn định cuộc sống. Về cái khó khăn về các cái vật dụng của nhân dân ở đây là tôi cũng rất là hiểu về cái tình hình, cái khó khăn của bà con và cái những cái vật dụng cần thiết. Hôm nay coi như phân phát cho bà con là tương đối là đầy đủ. Và còn 17 cái hộ nhà mà bị trôi mất toàn bộ ấy thì là chúng tôi, công ty chúng tôi hỗ trợ cho mỗi một căn nhà là trị giá 50 triệu đồng. Rất kêu gọi các nhà hảo tâm, các nguồn lực khác để được bố trí cho địa phương, để địa phương có cái nguồn ngân sách để bố trí cho người dân ở tạm trong thời gian này. Thì với cái đó thì địa phương rất là tha thiết yêu cầu và kiến nghị các cấp trên quan tâm đến tiên trong thời gian sắp tới.
với việc chung tay cùng với chính quyền sẽ chia những đau thương mất mát đối với đồng bào vùng miền núi bị thiên tai của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại địa phương cũng như trong cả nước trong những ngày qua, là nguồn động viên lớn lao giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản có dấu hiệu giảm dần, chính phủ đã mở cửa phòng khám đầu tiên test SARS-CoV-2 tại sân bay cho khách du lịch Nhật Bản muốn ra quốc tế. Sân bay quốc tế lớn nhất tại Nhật Bản, sân bay Narita đã chuẩn bị phòng thí nghiệm đầu tiên, phục vụ test nhanh cho các du khách Nhật Bản muốn du lịch nước ngoài. Phòng thí nghiệm PCR tại sân bay Narita là phòng thí nghiệm sân bay đầu tiên tại Nhật Bản và sẽ có kết quả trong vòng 6 tiếng với chi phí mỗi lần xét nghiệm là khoảng 444 đô la Mỹ. Nippon hy vọng sẽ rút ngắn thời gian lấy kết quả xét nghiệm xuống còn 2 tiếng vào cuối tháng 11 này. Trong bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 đang có dấu hiệu giảm, Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với khách nước ngoài tới từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn tạm ngừng thỏa thuận miễn thị thực với các nước khác và hạn chế cấp thị thực mới. Bộ Thương mại Mỹ khẳng định sẽ bảo vệ sắc lệnh hành pháp cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ từ ngày 12 tháng 11 tới. Tuyên bố được đưa ra sau khi một tòa án ở Pennsylvania hai ngày trước đó đã ra phán quyết chặn sắc lệnh này. Trong tuyên bố của mình, Bộ Thương mại Mỹ khẳng định sẽ tuân thủ phán quyết của tòa, song dự kiến sẽ quyết tâm bảo vệ lệnh hành pháp cấm TikTok hoạt động tại Mỹ từ ngày 12 tháng 11 tới, cũng như những nỗ lực thực thi của Bộ trưởng Wimperot trước các thách thức pháp lý. Đây là phản ứng đầu tiên của Bộ Thương mại Mỹ sau khi một thẩm phán tại tòa án cấp quận ở Pennsylvania ra phán quyết chặn lệnh hành pháp này hôm 30 tháng 10. Phán quyết nêu rõ, lệnh cấm của Bộ Thương mại sẽ dẫn đến việc đóng một ứng dụng hiện có khoảng 700 triệu người sử dụng trên toàn thế giới, trong đó hơn 100 triệu người ở Mỹ và ít nhất 50 triệu người trong số này sử dụng hàng ngày. Phán quyết cũng ngăn chặn lệnh cấm tại ứng dụng này từ kho ứng dụng App Store. Hiện TikTok đang trong quá trình đàm phán với Walmart và Oracle về thỏa thuận phân chia cổ phần trong công ty mới TikTok Global để đảm bảo ứng dụng này tiếp tục được sử dụng ở Mỹ. Bắt đầu từ tháng 11, thành cổ Machu Picchu của người Inca, viên ngọc quý trong số các danh thắng ở Peru đã được mở cửa trở lại sau gần 8 tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19. Quyết định mở cửa trở lại thành cổ Machu Picchu được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Peru đang có chiều hướng giảm. Việc đóng cửa khu di tích này đã ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục nghìn người đang sống phụ thuộc vào dịch vụ du lịch tại Peru. Machu Picchu là di sản cổ xưa nhất của đế chế Inca, được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1983 và được cộng đồng quốc tế bình chọn là một trong 7 kỳ quan thế giới trong năm 2007. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thành phố đã mất của người Inca đón khoảng 3.000 đến 5.000 lượt khách tham quan mỗi ngày. Video Baby Shark với giai điệu dễ nghe rất được nhiều trẻ em yêu thích đã chính thức cán mốc 7,03 tỷ lượt xem và vượt qua Despacito để trở thành video âm nhạc có nhiều lượt xem nhất trên YouTube. Đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một điểm báo. Thưa quý vị, liên quan đến các hộ nuôi cá lồng bè tại hồ Khe Tân, huyện Đại Lộc, báo Quảng Nam ra ngày hôm nay có bài viết Trắng tay sau bão. Trước tiên bão số 9 tràn về, nhiều hộ nuôi cá lồng bè ở lòng hồ Khe Tân, xã Đại Chánh đã được chính quyền vận động đưa lồng bè vào khu vực neo đậu an toàn để tránh bão. Nhiều hộ đã tìm cách neo các lồng bè bằng rất sắt, dây neo kiên cố để bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, gió bão quá mạnh đã đánh trôi toàn bộ 139 lồng bè với khoảng 278 tấn cá. Ông Huỳnh Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Chánh cho biết, thu nhập từ nuôi cá lồng bè rất lớn, mỗi lồng cá nuôi từ 6 đến 7 tháng cho bình quân 2 tấn, tầm 100 triệu đồng.
với người nuôi tới 40 lồng có thể lãi hơn 500 triệu đồng một lưới nuôi. Sau hai đợt dịch liên tiếp là tới bão, lũ lụt, nên các hộ nuôi cá bị thiệt hại nặng nề. Thời gian qua, các hộ vay mượn để đầu tư nên khó khăn sau rủi ro thiên tai rất lớn. Rất mong các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, quan tâm, sẻ chia, động viên người dân vượt qua khó khăn. Trong khi đó, bài viết điện bàn ứng phó bão lụt cho biết, nhờ triển khai những giải pháp ứng phó phù hợp, thiệt hại về người và tài sản ở thị xã Điện Bàn do thiên tai nói chung, cơn bão số 9 nói riêng đã được hạn chế, giảm thiểu đáng kể. Trước khi cơn bão số 9 đổ bộ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Điện Bàn ngày 26 tháng 10 đã tổ chức họp trực tuyến với địa phương, đơn vị, triển khai công tác ứng phó phòng tránh. Ngay sau cuộc họp, lãnh đạo thị xã và các thành viên đứng điểm xã phường xuống tận nơi kiểm tra, đôn đốc với phương châm 4 tại chỗ, áp dụng các biện pháp, huy động mọi lực lượng cùng tham gia. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh Truyền hình Điện Bàn tăng thời lượng phát sóng, cập nhật và thực hiện 15 phút phát một lần về diễn biến của bão và vận động mọi người cùng theo dõi. Nhờ vậy, cơn bão số 9 vừa qua, Điện Bàn chỉ có 14 người bị thương, không có người chết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 65 đến 92%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm từ 65 đến 91%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 72 đến 92%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Bờ Rau nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 86 đến 98%, gió nhẹ. Chương trình thông tin ngày mới đến đây đã kết thúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ và 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin ngày mới số tiếp theo.